Konnichiwa, xin kính chào cô chú bác anh chị em và các bạn đã quay trở lại với kênh Kyukado CP. Hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người cách làm bánh mì nhân sữa dừa. Với cách làm bánh mì vô cùng đơn giản dành cho những ai mới tập tành làm bánh. Với cách nhồi bột bằng tay dễ dàng, nhanh, cách ủ bột và nhận biết khi nào thì bột đạt. Để nướng bánh được thành công như ý muốn. Mời mọi người vào xem và cùng làm nha. Trước tiên mình đong lấy 150ml sữa tươi không đường, một quả trứng gà size M, cho trứng gà vào sữa. 3g men nở cấp tốc là khoảng 1 muỗng cà phê hơi lưng nha. Hai mươi gram mật ong là khoảng 1 muỗng canh. Nếu như không có mật ong thì mọi người cũng có thể thay thế bằng đường cũng được nha. Một muỗng canh dầu ăn khoảng 15g. Rồi mình quậy lên cho hỗn hợp hòa tan ra. Mình có 300g bột mì, bột để làm bánh mì là bột số 13 và nửa muỗng cà phê muối khoảng 3g. Cho muối vào bột mì trộn đều lên cho muối hòa tan ra. Cho lần lượt bột mì và hỗn hợp chất lỏng vào thau. Dùng cái phới trộn đều lên. Khi không còn nhìn thấy bột khô nữa, mình sẽ dùng tay để nhồi bột. Lúc này bột của mình rất là nhão và dính tay, mình sẽ làm động tác như thế này. Mình dùng tay xoay như thế này, giống như cái máy xoay vậy đó. Mình nhồi khoảng 5 đến 7 phút. Sau khi nhồi khoảng 7 phút thì bột của mình nó tương đối mịn và nó cũng còn hơi bị dính tay nha. Nhưng mà như vậy là được rồi. Mình đậy khăn ẩm lại và để ủ bột khoảng 1 tiếng. Trong khi chờ mình sẽ làm phần nhân. Ở đây mình có một quả trứng. Mình sẽ đánh tan trứng ra. Rồi mình múc ra khoảng 1 muỗng canh trứng như thế này, cho vào một cái chén khác. Tí xíu nữa mình sẽ dùng cây trứng này để phết lên trên mặt của bánh mì. Ở đây mình có 60g cơm dừa sấy khô. Cho vào đây 2 muỗng canh đường. Phần nhân này nếu như mà không thích ăn ngọt thì mọi người cũng có thể giảm lượng đường lại nha. Rồi mình cho hết phần trứng này vào luôn. Có 30g bơ lạc, cho vào lò vi sóng quay cho nó chảy ra, rồi cho hết vào đây. Cuối cùng là một muỗng canh sữa đặc có đường. Rồi mình trộn đều lên cho hỗn hợp hòa tan ra. Bột của mình sau khi ủ một tiếng thì nó nở ra gấp đôi như thế này. Mình sẽ ấn ngón tay vào giữa. Thấy nó còn cái lỗ như vậy là đạt rồi. Lấy bột ra, mình trải lên một ít bột áo khô để cho nó không có bị dính. Nhồi sơ cho bột khí vỡ ra. Rồi cán bột mỏng ra tạo hình.
Mình đánh dấu chia bột ra thành 3 phần như thế này. Rồi phết nhân đều lên 2 phần bột, chừa lại 1 phần. Rồi mình gấp phần bột không có nhân gấp lại. Sau đó gấp phần có nhân lên. Mình canh cắt bột đều ra thành 8 phần bằng nhau. Rồi cầm từng miếng bột lên kéo dài ra, xoay. Một tay thì mình xoay bên phải, và xoay về bên phải, một tay thì mình xoay về bên trái. Đó, mình xoay như thế này. Rồi ghép nó lại thành vòng tròn. Mọi người cũng có thể tạo hình khác tùy theo ý thích nha. Rồi cho bột vào cái khuôn gấp khét, mình sử dụng cái khuôn 6 cái như thế này. Cứ tiếp tục làm như vậy ha. Sau khi tạo hình xong rồi mình sẽ đậy khăn ẩm lại để ủ bột khoảng 30 đến 45 phút. Tùy theo nhiệt độ phòng mà nó sẽ có thời gian nở khác nhau. Khi bánh đã nở gấp đôi như thế này là đạt rồi. Mình sẽ phết lên mặt bánh một ít trứng. Mình cho hai cái bánh còn dư vào hai cái khớp riêng nè. Trước khi nướng bánh thì mình bật lò lên cho lò nóng rồi mới cho bánh vào nướng. Mình sẽ nướng với chế độ là hẹn nhiệt 2 tầng 180 độ 15 đến 20 phút. Sau 20 phút thì bánh của mình đã chín vàng như thế này nè. Hai cái riêng thì 15 phút nó đã chín rồi, còn 6 cái này thì tới 20 phút mới chín vàng. Bánh nhìn ngon, hấp dẫn ghê chưa? Bánh vàng ôm thơm phức và nở đều to, ngon ghê chứ nè. Như vậy là mình vừa hoàn thành xong món bánh mì nhân sữa dừa. Với cách làm cực dễ, dành cho những ai mới tập thành làm bánh cũng có thể thành công.
Mình chúc cho cô chú bác anh chị em và các bạn làm đều được thành công. Clip của mình xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Nếu thấy clip hay, hữu ích thì hãy nhấn like hoặc share và đăng ký cho kênh của Kiều Cơ Đồ CP. Nhấn vào cái chuông để nhận được thông tin mới nhất từ kênh. Nếu có gì thắc mắc hay đóng góp ý kiến, hãy để lại lời nhắn ở dưới comment, mình sẽ cố gắng trả lời nhanh nhất có thể. Rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người để mình có thêm động lực làm nhiều clip khác hay hơn, hữu ích hơn nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các clip sau. Saigo made mite kurete. Arigatou gozaimasu. Mata ne. ふわふわでしょ?